Xin chào, chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta cùng đến với chương trình Gieo Vần Đoán Ý. Cô dặn là một đứa gương mẫu phải chơi với đứa cá biệt, kèm nó lại đứa cá biệt là kèm nó lại, cũng như là làm cho bạn kia trở nên phong phú hơn trong đúng cái rồi. Quá trình học tập đúng không? Lúa sinh lúa mọc trên đồng. Hợp lý. Em sinh em đứng cùng chồng cũng sinh. Ba rồi. Chương trình Gieo Vần Đoán Ý được phát sóng định kỳ vào lúc 19:15 ngày thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.